Bị nhiễm phong hàn thì chúng ta sẽ nên kiêng gì và nên ăn gì? Hi, xin chào cả nhà. Thì trong video chia sẻ kiến thức của ngày hôm nay, bác sĩ Tiến sẽ hướng dẫn cho các bạn là khi mà các bạn đang bị cảm nhiễm phong hàn thì chúng ta sẽ nên ăn gì và kiêng gì. Thì phong hàn là một trong số những nguyên nhân gây ra bệnh thường gặp nhất hiện nay, và phong thì thường kết hợp với hàn để tạo thành cặp phong hàn, và thường á là gây bệnh ở nửa người trên trong cơ thể của mình, là giống như là phong hàn nó sẽ xâm phạm vào vùng đầu mặt này, vùng cổ này đó, thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng giống như là khi mà các bạn đi ở bên ngoài rồi các bạn bị dính mưa này, hoặc là bị dính gió lạnh á, rồi các bạn ăn mặc phong phanh á và có những cái triệu chứng giống như là các bạn là đau cứng cơ cổ vai gáy này, rồi các bạn hắt hơi, sổ mũi này, chảy nước mũi trong, người phát sốt, sợ gió, sợ lạnh, hoặc là các bạn đau đầu, đau một bên đầu hoặc là đau hai bên đầu, thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo là cái cơ thể của chúng ta đang bị nhiễm phong hàn. Và các bạn cũng biết là trong Đông y thì chúng ta có một cái câu nói như thế này, là khi mà chúng ta bị bệnh hàn á thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc nhiệt để điều trị, và ngược lại là khi mà chúng ta bị bệnh nhiệt á thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc hàn để điều trị. Nên thành ra là khi mà các bạn đang bị cảm nhiễm phong hàn thì các bạn sẽ cần chú ý cho bác sĩ những cái điều sau trong vấn đề ăn uống á, để giúp cho cái cơ thể của mình nhanh phục hồi bệnh hơn. Thứ nhất, đó là khi mà các bạn bị nhiễm phong hàn á thì các bạn sẽ kiêng cho bác sĩ những cái vấn đề sau. Thì đối với vấn đề ăn uống thì các bạn sẽ cần phải tránh sử dụng thực phẩm sống, lạnh, rồi các bạn tránh sử dụng nước đá. Trong vấn đề sử dụng rau thì các bạn sẽ tránh sử dụng rau sống này, rồi giá sống này đó, rồi các loại nước mát, rồi các loại nước có đá giống như là nước mía này, rồi nước rau má này, rồi nước dừa này, rồi nước sâm này. Đó là những cái loại nước mà không phù hợp khi mà các bạn đang bị nhiễm phong hàn, bởi vì hàn gặp hàn sẽ thành tắc tử. Nên thành ra là các bạn sẽ chú ý cho bác sĩ ha, là chúng ta sẽ tránh sử dụng những cái loại đồ ăn thức uống mà có tính hàn lạnh, tránh để cho cơ thể của mình bị nhiễm phong hàn khí ngày càng nặng hơn. Và có một lưu ý nữa là trong vấn đề ăn uống á, thì các bạn sẽ cần tránh cho bác sĩ, thứ nhất đó là măng, cái thứ hai đó là cà pháo, và cái thứ ba đó chính là chuối già. Thì ngày xưa các cụ có một cái câu, đó là một trái cà bằng ba thang thuốc. Nên thành ra là không phải là chỉ có nhiễm phong hàn là các bạn sẽ kiêng những cái thực phẩm này đâu, mà khi mà cơ thể chúng ta bị yếu á, người cảm giác mệt mỏi á, thì các bạn cũng cần phải chú ý sử dụng măng, cà pháo và chuối già. Vậy thì các bạn khi mà bị nhiễm phong hàn á thì các bạn sẽ sử dụng những cái thực phẩm như thế nào đây? Thì đối với vấn đề ăn uống á, là khi mà các bạn bị nhiễm phong hàn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng đồ ăn thức uống ấm nóng. Như là các bạn mới bị cảm nhiễm phong hàn á thì các bạn có thể sử dụng nước ấm mà cho một ít gừng vô, thì gừng nó sẽ có tác dụng là ôn trung tán hàn để có thể đẩy được phong hàn ra bên ngoài. Đó là một cái phương thuốc để điều trị cảm phong hàn trong giai đoạn đầu. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cháo giải cảm, tức là các bạn sẽ cho một ít gừng này, cho ít tiết tô này đó, rồi cho một ít tiêu hoặc là ớt, thì đó là những cái loại gia vị mà có tính ôn, nên là nó sẽ có tác dụng là đẩy phong hàn ra bên ngoài rất là tốt. Ok, với những cái kiến thức mà bác sĩ vừa mới chia sẻ các bạn trong cái video của ngày hôm nay thì bác sĩ rất là hy vọng là sẽ làm cho cái tình trạng sức khỏe của các bạn nhanh phục hồi hơn khi mà các bạn bị nhiễm phong hàn. Nếu như mà các bạn đang xem video của ngày hôm nay và các bạn áp dụng những cái điều mà bác sĩ vừa mới chia sẻ và giúp cho cái cuộc sống của mình trở nên khỏe mạnh hơn, thì các bạn có thể lan tỏa và chia sẻ video đến với cộng đồng. Còn bây giờ thì video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bác sĩ sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ kiến thức lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.